Nào, chúng mình cùng ôn lại về phép lặp. Thế nào là phép lặp? Để liên kết câu, ta có thể lặp lại từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước. Đó chính là phép lặp. Cô có một ví dụ sau. Câu thơ trích trong bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nắng phù sa. Đây là một câu mà thể hiện rất rõ nét về phép lặp. Nào, các con cùng theo dõi nhé. Ở câu thơ thứ nhất, trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Con thấy có từ đây được lặp lại. Và cụm từ là của chúng ta. Đây chính là cách để thể hiện sự kết nối giữa hai câu. Tiếp theo, ba câu sau được kết nối bằng từ để thể hiện liệt kê các cảnh quan đẹp của đất nước khi đã về tay chúng ta. Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Vậy, việc lặp lại từ đây, việc lặp lại cụm từ là của chúng ta, đó là cách lặp từ hoặc sử dụng cụm từ dùng để liên kết. Xét về mặt ngữ pháp, đây. Với câu tiếp theo, các từ. Từ đây nhé. Với các câu tiếp theo, từ những cũng có giá trị như vậy. Việc lặp lại chính là sợi dây kết nối giữa các sự việc được nói đến. Đó chính là thể hiện phép lặp để liên kết.